giảm giảm bước ra khỏi vùng an toàn, giảm bước ra khỏi vùng an toàn, giảm nghĩ, giảm làm và giảm nghĩ. Cứ lo sợ vì thì tại sao chúng ta không thể thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn. Em quên mất rồi chị ơi, em quên mất rồi chị ạ. Em quên mất rồi chị nhớ không sao chị lại thật ra này. Chị phát hiện nha, quyết tâm